time I start to contemplate, yeah. You and me, a beautiful escape, yeah. I don't want it any other way, yeah. We could go leave it late, I don't care what they say. Put the brakes, we don't have to stay. We could run away, call your boss, say you quit. I don't care what it costs, I'm convinced we should run away. We could run away. They say cut the brakes, we don't have to stay. Call your boss, say you quit. I don't care what it costs, I'm convinced we should run away. We could run away. Không chỉ về phản xạ đa năng mà tất cả những cái dòng phản xạ thì chúng ta sẽ sử dụng lực ít, ít lực thôi nha các bạn. Chúng ta chủ yếu là chúng ta sẽ tập những cái đòn tốc độ nhanh đó, những đòn phản xạ tốt, đòn tốc độ nhanh đấy, để chúng ta tập tốc độ tập di chuyển, lách né, tập phản ứng của chúng ta, nhưng không phải chúng ta dùng lực. Dùng lực thì mình khuyên các bạn nên dùng hình nộm, hình người đó các bạn, hoặc là thủ đứng các bạn đó, thủ đứng là bên này là hình người đó, thì chúng ta sẽ sử dụng lực, lực mạnh hơn. Còn những sản phẩm này tập phản xạ mà các bạn về các bạn dùng lực, bạn sử dụng mạnh thì nó sẽ rất là nhanh xuống sản phẩm, nhanh hư đó. Cho nên một số bạn cứ lấy về tập bấm đung đung đung, nó không đúng mục đích của nó thì sẽ rất nhanh dễ hỏng, và các bạn quay lại chắc mình ơi sao sản phẩm nó dở vậy anh. Cho nên mình muốn khuyên các bạn là nếu bạn coi video tới đây, các bạn thì hiểu được vấn đề là sản phẩm tập phản xạ sử dụng để phản xạ đó đúng mục đích thì nó sẽ ok, nó sẽ bảo quản được sản phẩm tốt và tốc độ cũng như là những cái bài tập của chúng ta được hiệu quả hơn ha.